đừng nói cá nuôi là câu sẽ dễ nha. Nay tôi câu cả buổi mới dính đựng con á. Chuyện là hôm nay thằng Nhật nó có xin tôi hai két ba đá trống, thì tôi lựa hai con chuẩn bị đem cho nó nè. Trước khi gửi đi thì mình nhỏ thêm xíu blue kai để dưỡng cá, hạn chế sóc cá khi vận chuyển. Sẵn đem cá cho nó thì qua trại nó chơi xíu luôn. Có cái hầm nuôi rất là nhiều cá điêu hồng luôn. Nó kêu câu đi, hôm nay nó đãi mình một bữa. Tôi cũng vác cái cần ra câu luôn. Mà câu cá thì tôi cũng giặt khí thế lắm nha. Giặt cái nào là muốn gãy cần cái đó mà không có dính con gì hết trơn á. Cá thì nó vẫn lôi vẫn kéo mà giặt không có dính mới chán á chứ. Mấy ông để ý lúc này nè, cá chuẩn bị ăn đó nha. Con cá nó lôi cục mồi rồi lôi luôn cái lưỡi câu đi luôn. Mà tôi giặt cũng không có dính, chán thiệt á chứ. Vậy mà quay qua quay lại cái thằng Nhật nó dính thêm con nữa. Thằng này nó chọc quê tôi hay sao á. Tôi câu không dính con nào mà nó câu dính 4 con rồi. Bộ nó đuổi khéo tôi thì gì á quê. Không lẽ vác cái xe đi về thì kỳ quá luôn á. Tôi ráng tôi ngồi câu thêm xíu nữa thì dính được con đầu tiên nè. Mà con này nó bự quá bởi tôi thả lại rồi. Câu thêm xíu nữa thì dính thêm con nữa. Con này bự à. Con này được á. Dính con này là đỡ quê rồi. Đây là thành quả ngồi câu nãy giờ nè. Quá trời luôn.